Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam PVF, nơi đóng quân của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và ngày hôm nay, hãy theo chân mình để tìm hiểu xem các cầu thủ của Công an Hà Nội sẽ chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới như thế nào nhá. Vì cũng sắp Tết Nguyên Đán rồi cho nên là những thành viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam PVF có lẽ là cũng đã về quê cùng với gia đình rồi. Vậy hãy cùng xem chúng ta có may mắn đón được ai hay là bắt được ai trong ngày hôm nay không nhá. Đây rồi, hình như chúng ta có một vài nhân vật nào đó ở đây rồi. Hello. Hi. How do you help? I'm fine. Xin chào anh ạ. Ok. Như mọi người thấy, chúng ta đang có một hai nhân vật, hai tân binh của câu lạc bộ Công an Hà Nội ngày hôm nay. Đầu tiên là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam và bên cạnh đó là chàng ngoại binh Joel Fred. Đầu tiên anh Nam, anh có thể giới thiệu vài câu về mình được không? Mình là Nguyễn Xuân Nam. Hiện tại thì mình cũng vừa mới đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Thì mình năm nay 29 tuổi, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Tiền đạo rất xuất sắc trong những trận đấu vừa qua đúng không anh em? Joel, can you introduce about yourself? Yeah, I'm Joel Tumu, I'm 32 years old and yeah, for me it's like a new story here, new adventure and I wanna write a story also with this club. I never played in Vietnam before, but I was here for maybe 13 years. Oh, really? Yeah, with Frankfurt. Oh, wow. We played against the Vietnamese national team 2010 was here. Oh. And today I'm here and I'm happy to learn the new tradition of Vietnam and the football also. Yeah, good to see you here. Yeah. Thank you. Okay, yeah. What's your first impression about Vietnam? Before I come in Vietnam, I know is one of the best country in Asia where you can stay because you only hear a lot of positive things. So before I go somewhere, I make research and for the story, you know, and the people. Last time when I was here was very nice people. Oh, thank you. So and yeah. I mean, it's a challenge I like to take to and to know the world also, to see also the other part of the picture of Vietnam also. Like the people who don't know, they just hear this from different stories. So for myself, it's very great. I'm very also surprised even it's 13 years ago. Cảm xúc của anh khi chuyển tới một câu lạc bộ mới ở thủ đô là như thế nào? Cảm xúc của mình rất là vui bởi vì mình bản thân mình là một cầu thủ trẻ được đào tạo ở Hà Nội. Lớn lên sau khi mình đào tạo xong thì mình được thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Sau đó một thời gian thì mình đã đầu quân cho rất nhiều các câu lạc bộ khác nhau từ miền Nam cho đến miền Trung. Và bây cả giờ nước ngoài đúng không? Và cả nước ngoài nữa thì cái thời gian mà mình qua bên Lào thi đấu ấy là cái thời gian đấy là mình còn rất là trẻ. Mình đi để mình được thi đấu nhiều và mình tích lũy những cái kinh nghiệm và học hỏi những cái tốt để mình trau dồi cho bản thân. Thì lần này trở lại thủ đô để đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội thì thực sự là rất là vui bởi vì mình luôn luôn là mong muốn là tìm những cái thử thách mới để làm sao trong những cái sự nghiệp khi kết thúc mình, khi để kể lại về một cái sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, sẽ có rất nhiều các kỷ niệm ở các câu lạc bộ khác nhau và cố gắng ở bất cứ một môi trường mới nào mình sẽ cố gắng thi đấu và cống hiến hết sức để đạt được những cái thành tích tốt để cùng với cả câu lạc bộ mình đầu quân giành được những cái kết quả tốt nhất. Đấy là điều mà có lẽ bất cứ cổ động viên của Công an Hà Nội nào cũng mong chờ ở tất cả những cầu thủ của mình, và em nghĩ là anh vẫn đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong những trận đấu vừa qua ở giải Liên Việt Postbank Cup thì anh cũng đã có tới 2 bàn thắng và em nghĩ đó là một sự khởi đầu tuyệt vời dành cho anh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta ở đây để nói về câu chuyện về Tết, câu chuyện về chiếc bánh chưng, câu chuyện về hoa mai, hoa đào. Anh Nam, anh đã có kế hoạch gì cho Tết của mình chưa? Thì hiện tại thì mình cũng đang tập trung cùng đội. Tất cả đều, anh em cầu thủ đều tập trung vào công việc bởi vì mọi người đều, tất cả đều là rất nhiều cầu thủ mới. Chỉ tập trung vào công việc thôi. Còn Tết nhất là thực sự là anh em cũng chưa có chuẩn bị được gì. Vì cũng cố gắng là tập trung vào công việc để hoàn thành tốt trước khi về nghỉ Tết.
Ngày hôm nay anh sẵn sàng để dẫn người bạn mới của mình đi thăm thú một vòng để tìm hiểu về truyền thống Tết của Việt Nam mình không? Tất nhiên rồi, cái đấy mình rất là vui bởi vì cũng có thể cho Duvel hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và đặc biệt là cái Tết của người Việt Nam. Duvel, today me and Nam, we will show you some traditional custom, traditional flower about traditional holiday in Vietnam. It's called Tết. Okay. Tết, yeah. Can you repeat that? Tết. Tết. Yeah, 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 exactly. So, are you ready? Yeah, no problem. Let's go. All right. Anh Nam này, anh đã có quãng thời gian thi đấu xa nhà đúng không? Ở bên Lào thì không biết là anh đã phải đón cái Tết nào mà đúng nghĩa là xa nhà chưa? Nếu mà đón Tết xa nhà thì nhiều lắm. Có một cái kỷ niệm đón Tết xa nhà rất là nhớ. Năm 2020 mình thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cái thời điểm đấy là dịch Covid đang rất là nguy hiểm. Thì đúng cái thời gian đang thi đấu và phải dừng thi đấu vì Covid đấy, thì đúng thời điểm đấy là cái Tết đấy mình không được về nhà. Mình không về được bởi vì không có chuyến bay. Nên là mình phải ở lại câu lạc bộ. Thời điểm đấy là ở lại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và ở lại một mình và ăn Tết cũng như là đón Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại đúng thời điểm dịch Covid rất là căng thẳng. Coi như là phải ở trong nhà này, không được đi đâu và đúng phải rồi. Ăn Tết một mình thì anh chắc là nhớ gia đình lắm đúng không? Rất là nhớ bởi vì là Tết mà ai cũng mong muốn là được về với gia đình đoàn tụ với cả ông bà, bố mẹ, người thân để cùng nhau đón một cái Tết. Nên là khi cái dịch Covid cũng như là cái thời điểm đấy mình không về được thì cũng rất là hụt hẫng và buồn. So you have in your country, do you have any traditional holiday? Like I think in Germany or in Congo is the same most because we have Happy New Year, Christmas, yeah. And in Germany is different because they have some extra different thing, and because I grew up in Germany, so I have most of my life I spend in Germany, so. And I can only speak the way where I grew up. And in Germany, they have a lot of special holiday also. But Happy New Year is like for everyone on the 31 of December. So yeah. So in that holiday, you will go outside or stay with your family? When we have holiday like Christmas, yes. Happy New Year, yes. Depend also on the club, depend on the league where you playing. And because if you play in England, the family will come around. But if it's here, I don't know. For me, it's important if the family is close to me, I'm okay. If they come here in Vietnam, I'm okay. If you have that holiday or not, important for me, the family is around and we can spend time together. So that's for me important. Anh Nam này, là một người thường xuyên phải đi du đấu rất nhiều thì anh liệu có thời gian để chuẩn bị Tết cùng gia đình của mình không? Thực sự là cũng rất ít khi mình cùng gia đình đi sắm cũng như là mua những cái vật dụng để chuẩn bị cho ngày Tết. Bởi vì là đa số những cái thời gian cận Tết thì mình vẫn phải tập luyện và chuẩn bị cho những mùa giải mới. Nên là cái thời gian để mà mình đi về nhà sớm để chuẩn bị mua những cái trang thiết bị để chuẩn bị cho gia đình thì cũng rất là hiếm. You have, can like you see here, it's a traditional tree in our holiday. Okay. It means that when you see that tree in the street, you know that holiday is coming. Okay. It's like that. It's calling quất. 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 Yeah. Cây quất. Quất. Yeah. Hey, I try to learn. So. Okay, it's the quất. And but that is bưởi. Bưởi. Yeah, bưởi. Quất and bưởi. Yeah, okay. There's another flower we will show you after that. Anh Nam ạ, chúng ta sẽ có một mini game nhỏ ở đây. Em sẽ cho anh cùng Joel một số tiền. Anh sẽ phải cùng Joel mỗi người chọn ra một chiếc cây mang về trang trí căn phòng của mình trong dịp Tết này. Ok nhá. Yeah? Okay. Joel, we have a mini game right here. Okay. I will give you some money. Okay. So you will choose one tree one that tree. You think is beautiful to decorate your room. Your room. Okay. Oh, okay. Yeah. So let's start. Okay. Let's choose your own. Yeah, I'll find one. Oh really? Yeah, I'll find one, but because very nice. So
Because I know he look at it already. Oh. Yeah. Tức là thấy anh chọn thì là chọn theo ấy. Always get more with more goals, you know. I think I will take this. There's more. This one. This that one. Good. Yeah. Why do you choose that trees? Because there's a lot and it's like the most goal I'm gonna score. If I call, it's like this. Oh, okay. I will mark that your tree and we will ask your seller to know that the price of the tree. Okay. Okay. So yes, okay. Let's put it. Okay. This one is okay. Good. Okay. Yes. Enough. yeah. Không biết anh có sự lựa chọn đó, anh không nhỉ? Anh sẽ chọn một cái bình nó có chữ lọc. À. Đây, anh sẽ chọn bình này. Ủa, cái này nhìn có vẻ tươi nhỉ? Đây, anh sẽ chọn cái bình này. Tại sao? Bởi vì anh nghĩ là cái bình này ngoài nằm cây nhỏ rất là đẹp. Nhưng mà anh ơi, tất cả những bình đây đều có chữ lọc. À thế à? Tất cả những bình đây đều có chữ lọc. Không có bình chắc không có. Đó là chữ lọc ấy. Ồ thế à? Ồ thế thì anh nghĩ là giống nhau thì mấy bình kia làm gì có đâu. Thôi. Thì nghĩ là hy vọng là để trong phòng nó sẽ có lọc. Nhiều lọc. Ok, ok. Ok, thì bây giờ chúng ta có thể sẽ hỏi rằng những người chủ của những chiếc cây này xem là giá của những chiếc cây này là bao nhiêu và liệu 200 nghìn chúng ta có thể mua được những chiếc cây này hay không nhá. Okay. Giraffe, can you bring your trees? Yes, thank you. This one. Yeah, yo, just come here. Yeah. Ok, sau khi đã hỏi giá người bán hàng thì chúng ta được biết rằng là cái bình mà anh Nam đang cầm có giá khoảng 350 ngàn. Tức là vượt qua số tiền mà chúng ta được cấp. Còn you have your trees, your money you have not enough for this tree. No. Yeah, it's not enough. Wow. How so, much is the tree then? It's $3,000. $300,000. Yeah, $300,000. Yeah. So it's we will give you just $200,000. Oh. So we don't have enough money to buy this tree. Dong, he has a lot of money. Yes, he has his own car. Yeah, yeah. His own car has money. So, can you buy the tree for your health? No. Mình vừa hỏi anh Nam là anh có thể mua cái cây này cho Juvel không thì anh Nam trả lời rất chắc định là không. Juvel big salary. No. Hey, will come in tree, buy for me, will come in Vietnam. This that's your gift, right? Me? Normally this is my gift. Yeah. When you come in Europe, in Germany, I give you gift. Đấy, tức là so now you give Juvel đã bảo là anh có thể tặng Juvel cái cây này và khi nào anh đến Đức thì Juvel sẽ tặng em một con khác. Tất nhiên rồi, mình chỉ nói đùa thôi. Bởi vì là nếu mà Juvel muốn tìm hiểu thêm về những ngày Tết của Việt Nam thì mình sẵn sàng mua tặng Juvel một bình như này. Ok, that's the first traditional trees in Vietnam. Mm-hmm. We'll have another and we will go right here, right there to know about more information about that flower. Okay. Okay. Let's go. Nope. Juvel, like you can as you can see, that is our traditional flower. It's mm-hmm. called Dao. 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 Yes. It's it's very beautiful, right? Mm-hmm. Yeah, it's beautiful, right? So, have you seen it before? No, I never see it before. It's the first time, so that's why I say I'm curious to see, to learn about the tradition of Vietnam. So, well, next time when I know, when I see this, I know what it means. Every plants, every flower have a meaning here in Vietnam, right? So, anh Nam này, anh thích đào ấy quất hơn. Mình thì mình thích đào hơn. Anh thích đào hơn tại sao ấy? Bởi vì mình đào nó có một khi nở hoa ra cái màu rất là đẹp. Mà để trong nhà thì mình thấy quan điểm cá nhân thôi. Mình thấy để đào trong nhà vẫn đẹp hơn là quất. Em nghĩ là cũng nhiều người cũng có quan điểm giống anh thôi. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ lại có một mini game như lúc nãy. Lại là một số tiền và chúng ta sẽ đi tìm xem là những cây này có cây nào phù hợp với số tiền mà chúng ta đang có. Giraffe, that's mini game like before mini game. Just we will give you some money and you will choose your own tree and we will ask your seller to have enough money to buy it. Okay. Yeah. Yes, that's true. I find one, but it's very really? Big. Yes. It's too fast. Yeah, I'm a striker, so I have only this one because it's very beautiful. Oh, this one. That one. Yeah. Yeah. Okay. Like okay. That's your tree. Yeah, that's your I tree. Like this one. Anh thì chắc là anh chọn luôn cái này đi.
Anh chọn luôn cây này đúng không? Anh chọn luôn đi. Mọi người ạ, đây là cây đào của YouHealth. Và đây là cây đào của anh Xuân Nam. Chúng ta sẽ cùng hỏi xem người bán đào xem là liệu we give you 500,000 dong to buy that tree. Okay. 500,000 anh nhá. Okay. Chúng ta sẽ hỏi xem người bán đào xem là liệu số tiền chúng ta có đủ để mua không nhá. Mọi người ạ, anh em tôi đã vừa hỏi giá của những chiếc cây đào mà anh Nam và YouHealth đã chọn, thì chiếc cây đào của YouHealth chọn có giá là 2,500,000 đồng. Còn chiếc đào của anh Nam chọn là có giá 2,000,000 đồng. Tức là nó gấp khoảng 4 lần. So với những gì mà chúng ta có. YouHealth John Trees is cost in 2,500,000 đồng. It's much more, right? $25, I think. Yeah, like that. Yes. Yeah. So we still don't have enough money to buy đào quất right here. They're expensive. Why? But your friend. Wait. I call president. Waiting for him. Yeah. You say none, you can pay. Okay. Vậy thì có lẽ là câu hỏi cuối. Chúng ta sẽ anh Nam, anh mong chờ điều gì năm mới nhất? Năm mới chuẩn hợp của người Việt Nam chúng ta. Năm mới luôn luôn là mình, bản thân Nam luôn mong muốn gia đình của Nam và những người thân của Nam thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Và mong trong năm mới tới, tất cả những người thân trong gia đình của Nam sẽ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sẽ thành công hơn nữa trong mọi dự định và trong công việc. Nam cũng mong sang năm mới, Nam trong công việc, Nam được thi đấu và được vinh dự thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Hy vọng và mong mỏi làm sao câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội của Nam trong năm mới sẽ đạt được thành tích cao và thi đấu thật là tốt và cống hiến cho tất cả những khán giả của đội bóng những bàn thắng và những trận đấu thật sự là hấp dẫn và thật hay để cho khán giả cũng như là người hâm mộ được nhìn thấy những cầu thủ đầu quân cho câu lạc bộ thi đấu thực sự là rực lửa. YouHealth in new year 2023, do you have anything to some word you want to send to the audience, to the fan of Công an Hà Nội FC? I want to wish them first of all a happy new year with their family, to enjoy the time and to be patient with this team because it's new, and I think there's a lot of potential, and I hope and I believe that we're gonna celebrate a lot of success, a lot of wins together, and we trust in their support to help us also, because we have a younger team also, to give us a support in the time where we're gonna need them, because in football, like if we act like a family, we're gonna pass every mountain together. So like I say, I'm very happy to be here. I hope we can write a story this year with all the players, and I'm very satisfied to have to be a part of this team. To write also a story like they did last year to be a champion. Yeah, with all the better team. Yeah. Và vừa rồi chúng ta đã trải qua một ngày rất vui, rất nhiều điều thú vị với anh Xuân Nam và YouHealth, những tân binh của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và mọi người nếu muốn hỏi gì đừng quên để lại những câu hỏi ở phần dưới comment nhá. Và chúc cho mọi người, tất cả những fan hâm mộ, những người đang theo dõi câu lạc bộ Công an Hà Nội, một năm mới thật bình an và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới.